Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu với tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang tham khảo về cái mẫu hoành phi câu đối. Thì trong video này chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là hai mẫu hoành phi cũng đang được khách hàng ưa chuộng và đánh giá là bán chạy nhất trên thị trường đồ gỗ online hiện nay, đó là mẫu hoành phi lồng cuốn thư và hoành phi chạm ba chữ và xen kẽ tứ quý. Chúng tôi kê cùng một lúc như này thì quý khách có thể hình dung và quý khách có thể mua cùng với câu đối hoặc quý khách có thể mua lẻ. Chúng tôi làm cơ sở sản xuất trực tiếp bán buôn bán lẻ. Chúng tôi có bán lẻ một bức hoành phi hoặc một đôi câu đối tùy theo nhu cầu của khách hàng. Quý khách có nhu cầu về mua hoành phi câu đối thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Yên Lanh qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Trong video này chúng tôi giới thiệu đó là hai mẫu hoành phi. Đó là bức hoành phi số 1, chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang được thiết kế trong cuốn thư. Và hai bức hoành phi này có đồng kích thước đó là dài 1m97, rộng 67. Và bức hoành phi bên trên chúng tôi chạm ba chữ đó là Phụng Tổ Đường. Và trong rất nhiều video gần đây chúng tôi cũng thuyết minh đó là chữ Hán Nôm thì chúng ta nên đọc từ bên phải sang, vì là theo cái tục ngữ từ trước đến nay nói về chữ Trung. Và nếu là chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ bên trái sang. Và thường thì các cái chữ liên quan đến tổ đường này thì thường hay được kê ở trong các cái nhà thờ. Còn bức hoành phi Đức Lưu Quang lồng cuốn thư thì chúng ta có thể kê ở tư gia cũng được. Bức hoành phi này có kích thước dài 1m97, rộng 67 và toàn bộ ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Bức bên trên thì chúng tôi có chạm xen kẽ tứ quý và bức phía dưới thì chúng tôi chạm đó là hai cành mai. Nó xen kẽ vào cái cuốn thư. Bức phía dưới thì chúng ta có thể chơi một bức hoành phi nhưng lại được công dụng hai, đó là hoành phi và cuốn thư. Xung quanh chúng tôi có chạy các cái chữ công và khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân, to là 10 phân. Phía dưới chúng tôi chạm hoa hồng, bên trên chúng tôi chạm bức cuốn thư và hai đầu chúng tôi chạm long hóa mai. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem đây. Quý khách có nhu cầu mua sắm hoành phi câu đối trong dịp Tết 2021 để cho nhà thờ gỗ cũng như phòng thờ tư gia, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ sản phẩm. Gần đây rất nhiều khách hàng đã yêu cầu chúng tôi dát vàng 4 số 9. Để phân biệt với vàng Đài Loan thì chúng tôi cũng có ghi lại các cái quy trình dát vàng ta nên là quý khách ở xa yên tâm hơn. Các cái công đoạn làm về hoành phi câu đối, thiếp vàng, sơn son cũng như dát vàng ta chúng tôi sẽ phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Và các cái bộ câu đối này cũng là mẫu mới nhất của chúng tôi, chưa cơ sở nào nhái được. Và nếu các cơ sở mà nhái thì chúng tôi sẽ yêu cầu dỡ video xuống và kênh sẽ bị xóa bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng gửi gắm tới tất cả cơ sở có ý định nhái hàng của chúng tôi. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Yên Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi luôn cập nhật các cái mẫu mới nhất cũng như là các cái mẫu thịnh hành nhất cho quý khách trên toàn quốc được biết về sản phẩm hoành phi câu đối cũng như là cuốn thư câu đối. Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã bàn giao rất nhiều các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Rất nhiều quý khách đã đặt hàng online chúng tôi. Và nhiều người đang thắc mắc và sợ khi đặt hàng online nó sẽ có nhiều rủi ro. Thì quý vị hãy tìm về cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết, cụ thể kích thước, mẫu mã cũng như là giá thành. Chúng tôi sẽ vận chuyển lắp đặt trên toàn quốc để cho quý khách yên tâm và chúng tôi cũng xin nhắc lại là tất cả các quy trình thông số kích thước chúng tôi sẽ đề trong video. Quý khách
bớt chút thời gian có thể xem cái phần mô tả của chúng tôi ở phía dưới để biết được về các cái sản phẩm cũng như các cái bộ chữ, mẫu chữ. Chúng tôi cũng lưu ý luôn, quý khách có thể xem hàng mộc trực tiếp tại cơ sở hoặc xem qua video. Chúng tôi liên tục cập nhật các mẫu mã mới nhất trên kênh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Các cái bản chữ câu đối này chúng tôi có làm các bản phụ đề và các bản không phụ đề thì quý khách có thể tham khảo lựa chọn. Quý khách cần mẫu mã nào, quý khách có thể in bốc trực tiếp về Zalo cho chúng tôi qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn. Và video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Trung bình một tháng chúng tôi có thể ra được từ 100 tới 200 bộ hoành phi câu đối mẫu phổ thông và các cái bộ chữ bên trong mà nếu nó có khác. Ví dụ như 4 chữ hay 5 chữ thì quý khách hãy lưu ý là đặt trước chúng tôi. Trong vòng từ một tháng tới một tháng rưỡi chúng tôi sẽ đáp ứng cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi các clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.